À, chào các bạn, hôm nay mình làm video hướng dẫn cho các bạn sử dụng tiêu đề đầu băng lễ tang Công giáo Phật giáo. Thì việc thay ảnh cũng như là thay chữ để cho các bạn mà khi mà tải về cái tiêu đề đầu băng lễ tang này tiện sử dụng. Thì cũng có một số bạn là do quá trình sử dụng ấy, thì chưa thành thạo Premiere cho nên là cũng hay nhắn tin hỏi mình. Thì hôm nay mình làm video này để trả lời một số thông tin của những bạn đó. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi video. Các bạn tải về và giải lén tiếp tin. Ở đây mình đã giải lén rồi này. Các bạn mở ra. Tiếp tục các bạn mở cái thư mục HD này ra này. Việc đầu tiên là các bạn vào cái ra cái thư mục phông phông chữ này các bạn nhé. Đây các bạn mở này, các bạn bôi đen rồi cài đặt những cái mẫu phông chữ này nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhấn vào install này, install trên máy tính của mình thì đã cài rồi cho nên mình không cần phải thực hiện thao tác này nữa. Sau đó các bạn mở thư mục Premiere Pro, các bạn mở ra. Ở đây có hai mục, đó là tiêu đề lễ tang Phật giáo mình để riêng này, tiêu đề lễ tang Công giáo mình để riêng này. Thì các bạn cứ mở ra để cùng kiểm tra xem là cái file mà các bạn tải về này có chạy và hoạt động tốt hay không. Đó, các bạn nhấn Open. Trên thanh timeline hiện nó vẫn chưa hiện ra, các bạn tìm vào đây nhá, tìm vào cái next đây này. Đây khi các bạn tải về thì nó như thế này này, 1 1 này, 2 3 4 4 này. Các bạn vào cái next này, các bạn nhấn mũi tên này mở ra này, sau đó kích đúp vào cái HD tang này cho mình. Đó đây thêm một đây. Rồi, các bạn và mở play lên để kiểm tra. Rồi, mình kéo nhanh nhá, kéo nhanh để kiểm tra các bạn này. Rồi, hoạt động khá là tốt. Rồi, sau khi kiểm tra hoàn tất thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay ảnh cũng như là chữ các bạn nhé. Bây giờ sẽ tắt nó đi. Các bạn vào cái đây xem nào. Đây, ở cái folder ảnh video thay thế, các bạn mở ra. Quan sát thì sẽ thấy ở đây có hai bức ảnh, một bức đuôi JPEG này và một bức ảnh đuôi PLG. Thì bây giờ sẽ tiến hành thay ảnh. Đây, mở Photoshop lên. Các bạn kéo hai ảnh này ra vùng làm việc của Photoshop. Ở đây mình sẽ lấy một bức ảnh minh họa là đây, mình sẽ lấy bức ảnh minh họa là hình ảnh của một cụ ông. Các bạn nhấn Ctrl A nhé để nó tạo toàn bộ cái vùng ảnh này, sau đó các bạn copy nhấn Ctrl C rồi các bạn mở bức ảnh đuôi JPEG đầu tiên này ra, các bạn nhấn Ctrl V để paste vào, các bạn nhấn Ctrl T để tùy chỉnh bức ảnh
trong quá trình tùy chỉnh này các bạn phải giữ phím An và phím Shift để cho bức ảnh nó không bị biến dạng các bạn nha. Đây, như thế này là ổn. Rồi, các bạn dán hai lớp này lại. Nhấn Ctrl E để dán. Rồi, tiếp theo các bạn lưu cái file này lại. Lưu đè luôn. Xem vào. Rồi, các bạn tắt luôn đi. Sang bức ảnh thứ hai là bức ảnh đuôi PLG này các bạn nhé. Các bạn vẫn nhấn Ctrl V để paste nó vào. Sau đó thu nhỏ ảnh, nhấn Ctrl T này, kéo, giữ Shift và A để kéo nha. Enter. Các bạn lưu ý cho mình là ở cái file đuôi PLG này thì các bạn giữ phím An di chuột vào giữa hai cái layer này, nó hiện ra mũi tên, các bạn nhấn vào. Vậy là cái bức ảnh này đã lọt xuống dưới bức ảnh này, nó tạo một cái vùng trong suốt ở đây nha các bạn nhé. Lại nhấn Ctrl T để chỉnh làm sao cho bức ảnh thật phù hợp. Những cái này các bạn tùy chỉnh nha. Đây, mình cảm thấy như thế này là được rồi này. Đó, ok. Vẫn tiếp tục dán hai lớp layer này lại, cần chỗ E để dán. Lưu file, lưu đè luôn. Cần chỗ S. Vậy là hoàn tất. Tắt ảnh đi. Tắt ảnh. Tắt luôn Photoshop. Đó, thế là đã thay được hình ảnh của ông vào đây rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ thay thế sang cái video. Video tiêu đề này. Và video 52 giây 01. Trước tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn thay thế cái video này. Trở lại ban đầu. Rồi, các bạn tiếp theo là các bạn nhấn vào 3D Styler này nhá. Các bạn mở ra này, các bạn mở file 3D Styler lễ tang này lên, nhấn Open này. Làm đến bước này là cái bức ảnh mà chúng ta vừa xử lý xong nó đã mặc định luôn vào đây rồi các bạn nhé. Đó, lúc này là các bạn nhấn phím F11 trên mà bàn phím F11 để nó hiện ra cái thanh làm việc này. Thì cái phần mềm này nó thực hiện là trên Profiter các bạn nhé. Đây là phần mềm Profiter. Các bạn kéo ra. Đó. Đây. Để thay thế chữ thì các bạn nhấn vào đây cái ô ABC này, bạn nhấn vào. Các bạn quan sát này. Đây là layer 4 5. 4 và 5 là chữ lễ tang. Layer 6 và 7 là chữ ông. Layer 8 và 9 Nguyễn Văn Na. Thì đây là phông tiếng Việt cho nên là các bạn cần phải chuyển về phông tiếng Việt VNI Window này nhá. Bây giờ chúng ta chỉ việc thay chữ thôi. Ví dụ như là mình muốn thay cái tên ông này là ông Nguyễn Quảng Yên chẳng hạn. Đánh chữ Quảng Yên. Hưởng thọ 70 tuổi chẳng hạn. Đây, 70. Sau đó nhấn OK này. Đó, nó đã hiện ra chữ Nguyễn Quảng Yên, đấy là thay thứ ấy. Chữ đã xong. Những cái trường hợp mà thay chữ xong chạy mà bị nó đứng yên ở trên màn hình này nó xảy ra rất là nhiều, cho nên là cả mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách xử lý như sau. Chữ Nguyễn Quảng Yên này nó đè lên khung ảnh. Đúng không ạ?
Thì bây giờ mình sẽ xử lý như thế nào? Chữ Nguyễn Quảng Yên này nó ở layer 8 và 9. Chúng ta sẽ tìm đến layer 8, 9. Đây, 8, 9. Kích vào. Tiếp theo các bạn tích vào đây. Sau đó là các bạn tùy chỉnh thôi. Các bạn nhớ là nó ở cái dòng đầu tiên nhá. Tích position này. Đây. Tích vào đây rồi thì các bạn chỉnh này, các bạn có thể kéo nó ra ngoài một xíu, sau đó xuống cái dòng thứ ba này, các bạn kéo về bên này để thu nhỏ lại. Thu nhỏ các bạn tùy chỉnh theo ý của các bạn nhá. Kéo một xíu này. Đó, có thể di chuyển lên trên màn hình và kéo luôn cũng được. Đó. Thì bây giờ chữ nó đã nằm ở bên cạnh, nó không đè lên khung ảnh nữa. Như vậy là xong. Bây giờ cùng kiểm tra này. Đó, nó hoạt động tốt rồi. Đấy. Rất nhiều bạn khi mà xử lý đến đoạn này là hay bị đứng chữ ở khu vực này các bạn nhé. Thì khi mà các bạn xem được cái video này rồi là mình hy vọng các bạn khắc phục được điều đó. Rồi bây giờ là xong rồi này, đó hoạt động rất là tốt. Rồi bây giờ chỉ việc xuất file thôi, các bạn nhấn vào đây để xuất file này ra này. Thường thường nó mặc định là ở đây, thì các bạn nhấn xuống cái dòng thứ ba này, đây, và cái này các bạn để 25, sau đó OK. Các bạn tìm nơi lưu file nhé các bạn nhé. Ở đây mình sẽ lưu vào thư mục là rác loại bỏ. Bởi vì sao? Bởi vì nó xuất ra cái file đuôi AVI này dung lượng của nó rất cao. Cái thời lượng này nó có 30 giây thôi nhưng nó sẽ lên tới vài ghi. Cho nên là cái này tí nữa mình sẽ xử lý qua một phần nữa để chuyển sang cái đuôi MP4. Cho nên là mình tạo một cái thư mục rác loại bỏ. Mình sẽ nhập cái tên nó là 1234 chẳng hạn. Đấy, sau đó thì nhấn server để cho nó lưu cái file này. Tiếp tục nhấn OK. Bây giờ thì chờ nó create ra thôi các bạn ơi. Nó chạy cũng khá là lặng cho nên tốc độ chạy chậm. OK, xong, nhấn OK này. Sau đó thì tắt luôn đi các bạn nha, tắt luôn cái Profiter này đi. Các bạn nhấn lâu tắt này. Bây giờ mình sẽ mở thư mục vừa lưu file. Rác loại bỏ phần mềm đây rồi. Đây các bạn ơi. Đây là thư mục 1234. Đây các bạn này, cùng quan sát này, nó lên tới 4,35 GB. Ở đây có hai thư mục thừa, mình xóa đi. Đây các bạn ơi, nó lên tới tận 4,35 GB này. Bây giờ mình sẽ dùng một cái phần mềm khác để đổi cái đuôi AVI này sang MP4. Mình dùng phần này. Kéo vào đây.
Việc đổi đuôi sang từ AVI sang MP4 có rất là nhiều phần mềm, thì các bạn tùy trong cái máy của mình mà các bạn sử dụng nhá. Còn mình đây là sử dụng cái phần mềm này để đổi đuôi, thì mình chuyển sang là 192.0.1.0.80 và 30 fps. Sau đó mình tìm cách mình tìm nơi lưu, rác loại bỏ phần mềm. Mình cũng đặt tên là 1, 2, 3, 4, 5, 6 chẳng hạn. Đó, server sysadmin. Ok, xong rồi bạn ơi. Sau khi đổi đuôi xong cũng tắt bỏ đi. Bây giờ chúng ta cùng nhau so sánh này giữa đuôi AVI và đuôi MP4 các bạn nhé. AVI của nó là 4,35 GB, còn MP4 chỉ có 43 MB mà thôi các bạn ơi. Đó, nó nhẹ đi rất là nhiều. Xóa luôn cái đuôi AV này đi, delete luôn, thoát luôn đi cho nó nhẹ. Tiếp theo đây một việc nữa là các bạn cần phải làm, đó là với cái tệp tin MP4 này các bạn phải có một cái dòng chữ là cái tên này, cái tên của cái file này này nó phải trùng hợp nhé các bạn nhé. Bằng cách gì? Bằng cách là copy luôn đây nhé các bạn ơi. Các bạn nhấn vào delete đã này, đấy để nó bôi cái để nó hiện cái dòng tên của cái tệp tin này này, các bạn copy nhá, copy sau đó các bạn paste vào đây để làm tệp tin luôn, cũng nhấn vào Glem nó hiện lên paste này. Đó, như vậy để làm gì ạ? Như vậy để cái file này khi mà các bạn copy vào đây thay thế cái file video này, thì khi mở cái Premiere này, cái Premiere lên thì nó sẽ nhận diện được cái file của cái anh này và nó sẽ đưa vào đúng vị trí, nó không báo lỗi các bạn nha. Bây giờ thì copy cái video, copy này, paste đè vào đây luôn. Đó, đúng ạ. Đó, thế là bây giờ thì tắt đi. Đối với cái file video 52 giây 01 này, các bạn căn chỉnh chuẩn cái thời lượng nhé các bạn nhé, 52 giây 01 này. Đây là cái file mà quay mà khi các bạn quay ở buổi lễ tang ấy. Đó, đây này. Đấy. Đây là những cái cảnh ở buổi lễ tang các bạn nhé. Đấy, thời lượng của nó chuẩn, các bạn chuẩn cho mình. Mình đã ghi rõ là 52 giây 01 rồi. Thì các bạn căn chỉnh làm sao cho nó chuẩn đúng 52 giây 01 cho mình nhé. Thì việc này nó cũng rất là dễ dàng khi mà các bạn thực hiện ở trên các phần mềm có cái căn cái thông số này này, nó dễ thôi. Thì sau khi mà các bạn đã lưu được cái file đấy rồi, các bạn cũng đổi tên làm sao cho nó phù đúng chuẩn với cái tên này nhé các bạn nhé, để cho Premiere nó nhận diện được cái file này. Sau khi mà quá trình thay thế hai ảnh và hai video đã hoàn tất, thì các bạn bây giờ chỉ việc mở ra, mở gì ạ, mở cái đây, mở cái Premiere này và mở cái tiêu đề lên để tiến hành thay chữ là xong thôi ạ. Đó, tất cả quá trình bây giờ là Dũng mở này.
tất cả quá trình thao tác này các bạn chỉ làm một lần, lần thứ hai là các bạn cũng cảm thấy là nó rất là dễ dàng rồi, đúng không ạ? Thay đổi ảnh và thay đổi hai video, thay đổi hai ảnh và thay đổi hai video rất nhanh, đúng không ạ? Vẫn tiếp tục vào đây này, nhấn đúp vào đây, nhấn đúp vào HD tag này các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn thử này. Đây. Đó, mình tua đi, mình tua cho nhanh các bạn nha. Đây các bạn ơi. Khi mà chúng ta thực hiện được cái video mà thay thế thì nó mặc định luôn ở trong đây rồi, không cần phải xử lý gì nữa. Chỉ cần khởi động là ok. Đó. Chỉ việc khởi động là sử dụng thôi. Đây, lễ tang ông Nguyễn Quảng Yên hưởng thọ 70 tuổi. Đây, không bị vấp chữ một tí nào. Đây, mình mở nha. Đó, đúng ạ. Tiếp theo là gì nữa? Mình cứ tua nhanh để kiểm tra thôi. Đó, đây nha. Đây là cái bức ảnh mà lúc mình thay, bức ảnh có đuôi BLG, BLG đó các bạn ơi. Cái vùng được chọn ở trong này, còn cái vùng bên ngoài nó trong suốt các bạn ơi. Đó, thế nhá, đây mình thử đây. Tiếp theo nữa là gì ạ? Tiếp theo nữa là mình cứ tua đã. Đấy, ở đây mình cũng giải thích luôn đây. Ảnh chân dung BLG, đúng không ạ? Ảnh chân dung BLG đây. Chính là nó đây các bạn ơi. Đó. Nó hình ellipse này và bên xung quanh của nó là trong suốt thì nó mới như thế này nha các bạn nha. Đây các bạn ơi, đây chính là cái video 52 giây 01, nó sẽ ở cái mục quảng cáo này này, mục giới thiệu này này. Đấy. Đây các bạn nhá. Đây này. Đây chính là nó đây này. Đấy. Các bạn phải cắt chuẩn 52 giây 01 thì nó sẽ khớp với cái độ dài. Cái độ dài của cái file này và độ dài file video này. Đấy, nếu các bạn làm thừa ra nó sẽ lệch nhá. Nếu mà nó hơi lệch một tí các bạn có thể xử lý co giãn nhá. Kéo ra kéo vào xử lý. Cái file này nó phải khớp với nhau. Đó. Đây, mình mở thử này. Tiếp theo nữa là gì ạ? Ở cái phần chữ cáo phó này các bạn ơi, chữ cáo phó này các bạn chỉ việc kích đúp vào và thay tên nhé, thay tên ngay ở trên Premiere thôi, vẫn sử dụng phông chữ tiếng Việt các bạn nhé. Kích đúp vào này. Đấy. Đây các bạn ơi, các bạn bôi đen vào đây và thay thế tên nhé các bạn nhé. Thì mình chia sẻ với các bạn như sau. Các bạn phải để lại một hai chữ đầu này đi, chỉ bôi đen cái đoạn này thôi. Để làm sao ạ? Để khi các bạn đánh chữ nó không bị sai cái phông chữ này. Khi mà các bạn bôi đen tất các bạn đánh chữ thì nó sẽ sang cái chữ khác. Đấy, cho nên là mình chỉ bôi đến đây thôi và mình thay thế tên là Nguyễn này. Nguyễn Quảng Yên này. Đó, thay xong thì mình mới xóa cái chỗ chữ thừa này. Đó. Tiếp theo thì các bạn ở đây là các bạn thay ngày tháng rồi thay độ tuổi, ví dụ như là để 70 tuổi này. Đó. Làm gì đó. Đấy, các bạn cứ việc thay ở đây. Các bạn lưu ý là không được
di chuột đây để kéo nhá các bạn nhé. Các bạn phải di chuột ở cái này này để kéo. Nếu như mà các bạn kéo ở trong cái này, ở cái phần khung này này, cái khung mà mình đã tạo này nhá, các bạn mà kéo lệch đi một chút là khi nó chạy ở đây, nó sẽ lệch sang bên này, nó lệch sang bên này, hoặc là nó lên cao hoặc xuống thuốc xuống thấp không được chuẩn nhá các bạn nhé. Bạn lưu cho mình, các bạn kéo ở đây để thay thế chữ, tìm và thay thế chữ đấy. Đấy, ví dụ như thế chẳng hạn, thay đổi ngày giờ này, 9 này đấy, ví dụ thế, rất là dễ thay đổi nhé các bạn nhé, rất dễ thôi. Rồi, sau khi mà hoàn thiện xong ngày tháng chữ tắt đi, ở đây các bạn theo dõi này. Đấy, mình mở thử đấy, nó đã mặc định ở đây rồi. Rồi, tiếp theo mình tua tiếp này, tua tiếp đến phần lời cảm tạ cũng vậy thôi. Lời cảm tạ các bạn muốn thay cũng kích đúp vào đấy, cũng như vậy đấy. Mình vẫn để cái chữ đầu tiên, xong bắt đầu Nguyễn này, Quảng này, Yên đấy chẳng hạn như thế, sau đó mới xóa cái chữ thừa đi đó. Rồi các bạn thay thay thế nhá, các bạn vẫn kéo ở cái vùng này nhá, kéo ở cái thanh này này, kéo lên xuống để sửa, không được xê dịch cái phần khung chữ này các bạn nhá. Xê dịch một ly là tí nữa nó chạy ra một lẻo luôn các bạn ơi. Rồi sau khi mà thay xong những cái tên tuổi rồi ngày tháng nó chuẩn rồi thì các bạn tắt đi. Đó, bật nhấn kiểm tra này. Rồi, ok. Chào các bạn nhé.